Hôm trước mình vừa có đi workshop của Fuji ấy, để mình xem con X20 mình đặt hôm trước như thế nào. Thì khi mà mình đến mình xem con X20 thì mình gặp một vài cái lấn cấn. Thì hy vọng là video này sẽ giúp cho những bạn mà đang cũng định đặt X20 thì sẽ có lựa chọn cho mình. Ok, cái đầu tiên khi mà mình cầm con X20 đó là mình thấy cái màn hình của con X20 nó không đẹp lắm. Mình cũng nghĩ là con X20 nó sẽ là dòng thuộc dòng hai số thì là nó sẽ không đẹp như những con mà kiểu mới mới ra XT4, XT5 ấy. Thế nhưng mà nó thậm chí nó còn mình cảm giác nó không đẹp bằng cái con Nikon Z30 mà mình đã từng dùng thời gian gần đây. Và cả con XT3 nó ra từ năm 2018, mình cảm giác là nó cũng không đẹp bằng. Thì vì sao lại mình thấy là cái này là vấn đề mọi người nên cân nhắc. Hôm trước mình có định mua con A7C rồi. Thì mình cũng thích cái con A7C phết, nhưng mà khi mà mình ra đến showroom của Sony và mình chọn con mình xem thử con A7C thì mình thấy cái màn hình nó xấu quá. Mình sẽ không mua vì màn hình nó xấu. Thế nên là sẽ có những bạn như mình là sẽ không mua máy vì cái màn hình nó không đẹp. Thế nên là bạn nào mà đang cân nhắc mà thích màn hình đẹp thì mọi người có thể là nên đợi cho khi mà X20 nó ra mắt, tức là cuối tháng này ấy, thì mọi người ra xem trực tiếp xem như nào. Tại vì theo mình biết thì X20 bây giờ nó cũng chưa tiếp cận dễ dàng đâu. Mọi người một là phải đi workshop, hai là mọi người sẽ phải là có quan hệ quen biết một vài cái shop mà có X20 thì mọi người mới 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 mượn được. Còn không ra showroom các kiểu hiện tại là nó vẫn chưa có. Thì đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó là cái vấn đề mà quá nhiệt của X20. Thì hầu hết mình xem những cái video review thời gian vừa rồi ấy, cái X20 ra mắt ấy, thì là không ít ít review nói về cái vấn đề quá nhiệt của X20. Và có một vài cái video nói thì cũng nói rất là ít và hầu hết là bảo X20 nó có thể cắm được quạt của mấy cái máy đời cao ấy, thì nó sẽ không thành vấn đề. Thế nhưng mà với mình ấy, thì nó là khá là vấn đề đấy, vì mình không thích gắn thêm một cái quạt to vào trên cái máy mà quay vlog của mình. Nên thành ra là nếu bạn nào mà cũng lăn tăn giống mình ấy, thì nên đợi nó ra được nhiều review, mua máy review hơn thì cái vấn đề tản nhiệt này nó sẽ được rõ ràng hơn. Vì hiện tại là nó đang chưa rõ ràng lắm mà mọi người cũng chưa được tiếp cận, hoặc là kể cả mọi người đã được tiếp cận thế nhưng mà mọi người ra những cái workshop thì mọi người cũng chỉ tiếp cận một vài phút thôi. Ở đấy thì nó không 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 rõ ràng là cái gì cả. Thì tránh cái trường hợp là khi mà mọi người mua về mà nó không đáp ứng được cái nhu cầu mà nó cứ quá nhiệt, đang quay nó quá nhiệt các kiểu thì nó cũng không hay lắm. Nhưng mình gặp một vài trường hợp là khi mình đang dùng máy như cái máy mấy máy cũ của mình có một máy thì nó gặp trường hợp là đang quay nó quá nhiệt, quay vlog thôi nhá, tầm khoảng 15 20 phút thôi. Nhưng đang quay nó không cho mình quay nữa vì nó nóng quá, nó dừng luôn, nó sập luôn. Thì đấy là một cái trường hợp mà mọi người có thể gặp khi mà mọi người mua phải những máy nào mà nó quá gặp tình trạng quá nhiệt nó hơi nhiều ấy, thì mọi người nên cân nhắc cái này. Thì mọi người nếu mà muốn quan tâm đến cái vấn đề này thì nên đợi máy ra hẳn hoi, có nhiều người review rõ ràng hơn về cái vấn đề tản nhiệt này thì mọi người hãy mua đặt trước. Bây giờ nhỡ mua về là không ưng thì cũng không biết làm nào. Cái tiếp theo nữa đó là dành cho những bạn mà định nâng cấp từ XT4 hoặc là XS10. Thì khi mà mình đi workshop thì ở bên Fuji có tư vấn, có gì nhỉ, có hướng là XS20 sẽ là một con XT4 cộng. Nhưng thực ra khi mà cầm tại chỗ ở đấy thì mình cảm giác là X20 nó vẫn là một cái tầm thấp hơn X24 nhiều. Khi mà cầm nắm của nó đã chắc chắn là nó sẽ không không bằng rồi, đúng không? Rồi màn hình thì mình thấy màn hình thì hiện tại là mình đang thấy là như này, là nó một là mình thấy không đẹp bằng, thứ hai là nó đang hình như là nó cái tỷ lệ của nó khác hay sao ấy, nên là cảm giác là nó dài hơn và nó không không vuông, nó không rộng rãi như X24. Thì thực ra cái này mình do mình cầm chỉ một tí thôi, mình cũng không dám chắc. Thế nhưng mà cái này mình cảm giác cái lúc đấy là như thế, thì không biết là nó sẽ rõ ràng như thế nào, thì hôm nào mình lấy máy về mình sẽ cho nói cụ thể hơn. Cái thứ ba nữa là những bạn nào mà đang định nâng cấp XS 10 lên XS20 thì mình nghĩ là nên xem xét lại, và nếu mà đợi được thì nên đợi nó ra và mình có nhiều trải nghiệm hơn khi mà nó có hàng ở những cái store ấy, mọi người có thể tiếp cận dễ dàng hơn thì nó sẽ ok hơn. Vì mình theo mình ấy, thì khi mà quảng cáo thì nó rất nhiều cái mới, ví dụ như là cái thời lượng pin thì mình thấy là nếu mà đơn giản bạn đắn đo thời lượng pin thì bạn chỉ cần mua thêm một cục pin thôi, không cần bỏ ra 10 triệu để nâng cấp. Cái tiếp theo nữa đó là cái lấy nét thì được lần này được quảng cáo khá là nhiều, có nhận diện cả các con côn trùng rồi những thiết bị bay rồi các kiểu, những đấy là quảng cáo thôi. Như kinh nghiệm của mình thì Fuji quảng cáo về lấy nét thì mọi người nên trừ hao đi khá nhiều, vì nhiều trường hợp là kể cả là demo
demo là bắt được mặt các kiểu, thế nhưng mà khi mà ra ảnh ấy, thì nó vẫn trượt rất là nhiều. Thế nên là mọi người nên có máy để trải nghiệm thì mình nghĩ là sẽ ok hơn. Và cái tiếp theo nữa đó là cái những cái thông số quay ấy. Cái thông số là 10 bit 422 này, rồi quay 6K này, rồi quay 4K 60 frame này. Thì những cái thông số đấy những người bình thường như mình ấy, thì thường là không tiếp cận đến mấy. Cái XS10 nó đã là có cái thông số khá là ok rồi nhá, 4K 24 frame này. Và nó có những cái film simulation của Fuji, kể cả file 8 bit cũng rất là ngon rồi. Về căn chỉnh là ít là nó cũng đã ok rồi. Thế nên là những bạn nào mà đang muốn nâng cấp ấy, từ XS10 lên ấy, thì mình nghĩ là nên đợi ra có máy ra, mọi người được test nhiều hơn và được nhiều người review hơn thì mọi người hãy nâng cấp. Còn nếu mà đặt trước thì mình nghĩ là nó hơi rủi ro, vì khi sử dụng thực tế nó không cảm giác không hơn nhau nhiều ấy. Thì lúc đấy mua thì cũng cảm thấy nó phí tiền. Thì ok, vừa rồi là những cái trải nghiệm mà của người dùng cơ bản như mình thôi. Bạn nào có comment hoặc là những bạn nào mà đã trải nghiệm S20 rồi có cùng quan điểm với mình hay là khác quan điểm với mình, hãy comment bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Hẹn lại video lần sau. Bye bye.